Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn mà hầu như các bà, các cô, các chị đều thích ăn mà rất ít khi được ăn, vì món này là món truyền thống ngày xưa rồi, là món bánh đúc ạ các bạn, bánh đúc nguội. Để làm một món này thì nguyên liệu thì rất là đơn giản, nhưng mà không phải ai cũng biết làm. Thực sự là mình để làm món này mình đã làm hỏng mấy lần rồi, và mình làm theo công thức của mọi người trên mạng thì không hề thành công, và mình phải đi nhờ một bà già, một gọi là một cụ tầm hơn 80 tuổi, cụ chỉ cho cách làm, và bây giờ mình đã học được rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại nhé. Cụ chính là bà ngoại của mình. Bà ngoại mình 85 tuổi rồi. Hôm nay bà chỉ cho mình cái cách này và mình đã làm thử ăn rất là ngon. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình là gạo tẻ. Gạo tẻ ở đây mình dùng khoảng 200g gạo tẻ thôi, mình dùng ít như này thôi. Đây khoảng 250g chứ phải 200g. Và một cái bát nước, và ở đây là chính là vôi ăn trầu của bà mình, chính là cụ của con mình. Đây vôi ăn trầu này, cụ mình bảo là chỉ cần một thìa nhỏ như này, mình hòa vào nước, hòa thật tan cái vôi ăn trầu này, vì các cụ thì thường ăn trầu ấy. Bây giờ cụ mình vẫn giữ thói quen ăn trầu nên răng rất là chắc nhưng mà cũng rất là đen. Mình hòa cái vôi ăn trầu này vào nước, các bạn hòa để cho cái vôi này tan hết đi, và sau các bạn để cho vôi nghỉ đến khi mà cái lớp vôi này nghỉ, đến khi mà các bạn nhìn thấy cái phần nước vôi trong ở phía trên ấy, thì các bạn chất lấy cái phần nước vôi trong đấy, còn cái phần nước vôi ở dưới các bạn đổ đi. Mình chỉ lấy phần nước vôi trong nhé. Rồi cái phần nước vôi trong này các bạn đổ vào cái gạo này giống như mình này, và các bạn ngâm qua đêm khoảng 8 tiếng. Sau hôm sau các bạn lại vo gạo thật sạch lại, và các bạn đổ bằng gấp rưỡi cái nước nấu cơm. Các bạn quấy như là mình quấy bánh tẻ những lần đấy ạ. Quấy đến khi bao giờ nó dẻo thì thôi, đặt bột chín thì thôi. Đấy là đối với phần bánh. Còn các bạn thích ăn nhân thì mình sẽ cho một chút nạc và một chút muối cho nó thơm hơn, cho nó mặn hơn, đậm đà hơn, và nạc thì ăn sẽ thơm hơn, bùi hơn. Rồi bây giờ quấy tan cái vôi này rồi, vậy các bạn cứ để im nhé, cho vôi nó nắng xuống dưới, và các bạn chỉ thấy lấy phần nước vôi trong ở trên để mình cho vào gạo này nhé. Nhưng trước khi mình cho vào gạo thì mình phải đi vo gạo cho gạo sạch đã nhé các bạn nhé. Mình sẽ đi vo gạo. Bây giờ mình đã xong cái bước sơ chế rồi đấy các bạn ạ. Gạo mình đã vo lại cho sạch rồi này. Và ở đây mình chuẩn bị luôn khoảng 50g nạc. Nạc này đã bóc vỏ ngoài rồi, chỉ còn khi mà các bạn ngâm như này. Mình thấy bà mình bảo là mình sẽ ngâm luôn nạc như này. Sau đến hôm sau rồi mình các bạn luộc qua nạc cho nạc chín, và các bạn bóc cái vỏ bên ngoài này ra. Đấy. Bây giờ các bạn đợi nước vôi nắng thêm một chút nữa thì mình sẽ đổ vào phần này và mình ngâm qua đêm. Rồi ngày mai, sáng mai mình sẽ làm tiếp nhé. Cái này mình cũng sẽ luộc qua, và sau đó các bạn bóc hết cái vỏ đi để cho khi mà làm bánh đúc thì bánh của chúng ta sẽ không bị màu của lạc. Bây giờ các bạn kiểm tra xem cho mình lớp vôi sẽ được chưa nhé. Bây giờ mình sẽ nghiêng mình sẽ đổ vôi sang đây. Bây giờ phần nước trong hết rồi thì thôi, đổ lấy phần nước trong thôi các bạn. Bà mình bảo là chỉ cần một thìa như vậy thôi, không cần nhiều. Mà mình dùng nước trong này nên khi mình làm bánh thì sẽ làm bánh đúc thì sẽ không bị mùi lồng của vôi đâu, bà mình bảo vậy. Mình đã làm thử một lần rồi, rất là thành công, nên lần này mình chia sẻ luôn với các bạn. Mình làm thử một lần theo cách này, còn làm vài cái cách trên mạng mình xem mọi người làm ấy, mình thấy mình làm lại không hề thành công. Cách trên mạng chỉ là những cái trang web viết thôi, chứ không phải là video. Video thì mình chưa thấy video nào là mình đúc cả. Rồi các bạn, đây phần hết phần nước vôi trong rồi. Bây giờ mình sẽ cho phần nước vôi trong này vào đây nhé.
Bây giờ mình lấy một cái vợt để những cái cặn ra hết. Các bạn đổ đầy đi. Rồi. Phần thừa này, nước vôi này mình sẽ bỏ đi nhé. Đảo chút cho. Và bạn ngâm 8 tiếng nhé, ngâm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Khi mà đến sáng hôm sau rồi, các bạn phải đi đổ cái nước này đi và các bạn đãi lại sạch gạo. Thì sau đấy các bạn cho nước lọc, nước thường ấy, vào các bạn quấy nhé. Chứ không phải là mình lấy luôn cái nước này quấy đâu các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ đợi nhé, sáng hôm sau mình đi làm. Cái này làm nó gần giống bánh này, như bánh cho, bánh do ấy. Như bánh cho, bánh do thì nó cũng vất hơn một chút. Còn bánh này làm rất là đơn giản như này thôi, nhưng không phải ai biết cách nào. Thôi nhá, bây giờ mình sẽ đợi đến sáng mai mình đi làm tiếp nhá. Các bạn ơi, sáng hôm sau mình ngủ dậy ấy, mình lấy cái phần gạo này đi, mình hãy đi vong lại và mình cho nước vào để mình đổ nhé. Mình sờ hạt gạo, các bạn thấy không? Hạt gạo rất là bỏ như này là được rồi đấy ạ. Khoảng 8 tiếng rồi đấy ạ. Khi vo xong phần gạo này, khi vo xong phần gạo của mình như thế này, mình sẽ đổ luôn vào một cái nồi nước này các bạn nhé. Các bạn lưu ý là mình sẽ dùng nước gấp rưỡi như mình nấu cơm. Nghĩa là các bạn nấu cơm, các bạn cho xâm xấp nước và khoảng một đốt tay. Như nấu này thì các bạn phải cho một đốt rưỡi. Còn cái phần nạc này thì mình cũng đi luộc luôn. Bây giờ mình sẽ đi nấu nhé, từng thứ một nhé. Nạc mình sẽ luộc trước. Phần nạc này mình sẽ nấu sủi khoảng 5 phút để cho chín tới, rồi sau đó mình sẽ cho vào cái phần gạo kia để mình quấy nhé. Khi sủi như này rồi mình sẽ bỏ ra và mình vớt nạc mình. Các bạn có thể bóc vỏ hoặc là cho luôn vào cái nồi gạo để mình đi quấy nhé. Các bạn có thể lột cái vỏ ấy ra hoặc là không cần lột vỏ được, mình cho luôn vào cái nồi gạo. Bây giờ các bạn sẽ đi quấy bánh nhé, cho mình nhé. Các bạn quấy bằng gạo như này và mình cho lạc luôn vào cuối cùng này. Mình cũng cho luôn một chút muối vào. Bánh này rất đơn giản thôi, chỉ cần có một chút muối cho nó đậm thôi. Khoảng một thìa cà phê muối thôi. Các bạn cứ quấy đến khi nào mà nó sủi và hạt gạo nhuyễn thành thành cháo rồi mình cứ quấy tiếp đến khi sền sệt mà thành cái hỗn hợp mà mình cần được. Tóm lại là thời gian quấy ít nhất là phải tầm 40 phút trở lên các bạn ạ, không nhanh đâu ạ, vì để hạt gạo thành cơm, thành cháo loãng xong lại phải nhuyễn. Mà bây giờ thì lúc ban đầu thì mình không phải quấy nhiều, nhưng khi mà bắt đầu nó sủi rồi thì mình phải quấy liên tục để cho không bị bén ở lồi và hạt gạo của chúng ta sẽ chín đều lên. Các bạn lưu ý là cái món ăn này nguyên liệu thì rất là đơn giản, cách làm thì rất là đơn giản, nhưng mà cái thời gian quấy và cách quấy là một cái việc mình rất là phải lưu ý đấy ạ, không cẩn thận là sẽ hỏng món này. Đây, nước của chúng ta bắt đầu sủi đấy các bạn. Nếu mà khi quấy mà các bạn thấy nó cạn nước nhanh quá thì các bạn có thể pha thêm nước nhé. Đây các bạn thấy không, hạt gạo đang nhừ rồi đấy. Vì ngâm qua đêm mà lại có vôi nhừ, nhìn các bạn thấy nó nhừ rất là nhanh này. Mình nấu khoảng 10 phút đã nhừ rồi đấy. Bây giờ mình nấu làm sao để nhuyễn ra nhé. Các bạn thỉnh thoảng cứ đảo lại đi.
Còn tí nó đúng là gần nhuyễn thì mình mới phải đảo liên tục đảo nhiều. Bây giờ vẫn đang thỉnh thoảng mới đảo thôi, mình không bị bén nồi đâu. Trong khi chờ đợi bánh đúc được ấy, mình lại chuẩn bị luôn lá chuối mình rửa sạch và các bạn để lên cái mâm này. Tí nữa khi được mình sẽ chút ra đây. Bây giờ mình tiếp tục quay đến nồi cháo, nồi bánh đúc của mình nhé. Mình quấy nhiều để có tác dụng là làm cho cái bột này, cái gạo này nó nhuyễn ra. Các bạn lưu ý là khi mà gạo chúng ta mà cạn nước quá các bạn phải cho thêm nước vào nhé. Nhưng mà chỉ cho thêm đến khi mà hạt gạo nó nhuyễn rồi thôi. Các bạn đừng mà cho lúc mà gạo chúng ta đang sền sệt lại, cho bột được sền sệt cho lúc đấy thì nó sẽ dễ bị vỡ mất đấy. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cho một cốc nước lỡ vào. Khi hạt gạo của chúng ta nó vỡ ra như này rồi thì các bạn phải quấy liên tục nhé, không sẽ bị bén ở dưới đáy nồi ấy. Mình thấy mọi người nói là làm món này rất là mỏi tay, mà mình đã quấy một lần theo kiểu này rồi, đúng là rất là mỏi tay. Nên muốn ăn được món ăn ngon thì các bạn chịu khó một chút. Nguyên liệu thì không đáng cái gì cả, nhưng mà cái công thì rất là tốn thật. Các bạn yên tâm là món này bao giờ tay chúng ta mỏi rã rồi thì mới bánh mới được, bánh đúc của chúng ta mới được. Nên các bạn cứ quấy đi, quấy bao giờ hạt gạo không còn nữa này được. Thời gian quấy sẽ không còn nhiều nữa các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không, đã thành cháo rồi này. Và bây giờ làm sao để cho nhuyễn hơn là được. Các bạn cứ quấy như này đến khi nhuyễn là được. Chắc là tầm khoảng 30 phút. Và làm món này chắc phải mất khoảng 80 phút các bạn. 80 phút quấy lâu. Các bạn thấy không, nó đặc như này này. Các bạn quấy tiếp đến khi cạn bớt nước và hạt gạo gần như không còn nữa thì là được. Các bạn nhé, lưu ý nhé, đến bây giờ khi mà bột của chúng ta bắt đầu đặc như này rồi, các bạn lại quấy tiếp đến khi sánh hơn, không thể quấy được nữa thì đấy thôi. Các bạn ơi, bây giờ các bạn thấy nó xe lại rồi và khô như này rồi và hơi nước cũng không còn mấy nữa thì mình sẽ bỏ ra, mình đổ ra cái mâm lúc nãy nhé. Mình sẽ vét ra cái lá chuối này nhé và các bạn để thật nguội. Tốt nhất là lần sau mà các bạn làm ấy, như mình ấy, thì các bạn nấu bằng nồi hầm, nồi áp suất ấy, hoặc là nồi cơm điện ấy. Sau đó khi mà nhừ rồi các bạn bỏ ra các bạn quấy để đỡ tốn thời gian. Không quấy này rất là mỏi tay, hoặc là khi mà ngâm gạo xong ấy, thì các bạn lấy cái máy xay các bạn xay vỡ gạo đi để cái thời gian mình quấy nó đỡ vất. Không mà quấy như này rất là vất. Đây là chắc ngày xưa các cụ nhà ta không có máy xay nên các cụ làm theo cách này. Và mình làm hệt luôn theo cách của các cụ. Mình cũng cho luôn lạc vào như các cụ bảo. Vì cho lạc vào mình không bóc vỏ cho nên cái màu bánh của chúng ta nó hơi sậm các bạn. Nếu các bạn bóc vỏ thì màu bánh sẽ trong hơn. Về đợi thật nguội là được nhé, mình sẽ bật cái quạt lên. Các bạn ơi, bây giờ mà cái mặt trên đã nguội rồi các bạn nhé. Thấy mình sờ này, mặt trên đã nguội như này rồi. Còn đợi cái mặt dưới nguội rồi mình sẽ cắt ra và mình thưởng thức nhé. Vì bây giờ mình đang có việc mình phải đi nên mình không thể đợi được ấy. Và như vậy là mình đã hướng xong, dẫn xong món ấy. Bánh đúc nóng, bánh đúc nguội này rồi đấy ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Khi nguội các bạn là cắt ra và thưởng thức thôi. Đây các bạn thấy không? Không hề dính tay như này là nó đã thành công rồi đấy ạ.